Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác một mẫu đẩy nền vang đến từ AV Pro, một thương hiệu rất là nổi tiếng và được rất là nhiều anh em yêu thích trong những cái thương hiệu này. Vì là những cái dòng AV Pro cho ra thì ví dụ như là mic này, loa này, đẩy và vang đều là những cái sản phẩm rất là chất lượng mà giá thành nó rất là hợp lý, rất là bình dân. Đấy, cho nên là hôm nay thì chúng em có về được cái lô đẩy nền vang đến từ AV Pro các bác nhé. Với thiết kế của sản phẩm là dày 3U. Đấy, 3U nó khá là giống với những cái dòng đẩy của Zia S6500 mà chúng em đã giới thiệu với các bác đúng không ạ? Nhìn qua thiết kế thì khá là giống nhau, nhưng chiếc Zia S6500 thì nó sẽ có một cái volume của ECHO ở đây. Đấy, volume lớn, còn con này thì nó chỉ có volume chúng ta sẽ phải sử dụng bằng tua vít hai cạnh thôi nhé. Đó, và giữa đây chúng ta sẽ có một cái mặt màn hình nhìn nó rất là đẹp đúng không, rất là đẹp. Nhưng ngược lại cái dòng này thì nó cho ra công suất rất là lớn. Đấy, dòng này cho ra công suất rất lớn nhé. Và đây thì họ đã ghi công suất cho anh em này, đây đấy nhá, nguồn điện là 220V này đó, và công suất nhá, đấy từ 600 cho đến 2000W, các có thấy không? Đấy, công suất rất là lớn. Phải nói là những cái dòng mê công suất mà được trang bị công suất lớn thế này thì rất rất là ít. Và các bác lưu ý rằng là ở trên đây họ đã ghi rất là rõ ràng cho các bác à. Đấy, nó chỉ oánh cho phép chúng ta đánh từ 8 cho đến 16 ôm nhá. Nó không về 4 ôm đâu các bác. Đấy, nên là anh em có đấu thì đừng có đấu song song. Đấu song song thì con này nó sẽ rất là nóng. Vì nó rất là nhiều anh em là không để ý cái thông số mà công ty họ đã ghi cho chúng ta rất là rõ ràng. Đúng không ạ? Đây, 8 đến 16 ôm, nhưng về các bác mà đấu song song là kiểu gì nó cũng nóng và nhanh hư hỏng. Nên là anh em nếu như có đấu thì anh em đấu nối tiếp. Đấy, nếu như hai cặp loa thì các bác đấu nối tiếp nhé. Đấy, các bác đừng có đấu song song, đấu song song rất là nguy hiểm luôn. Đó. Và ở đây thì các bác có thể thấy đường ra của nó này. Đấy, đường ra loa này rất chuyên nghiệp như là một con đẩy luôn. Có đường níu chích, có đường cọc cắm loa, đúng không ạ? Và đây thì chúng ta sẽ có một mạch tản nhiệt. Đấy. Mạch tản mát nó ở đây. Đấy, các bác có thể nhìn vào trong này. Nhìn quá đẹp luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cổng quang này, hoặc là cổng đồng trục coaxial nhé. Đây là tín hiệu digital. Còn ở dưới đây thì chúng ta sẽ có tín hiệu analog đường vào như là của AUX này, VCD này, DVD và BGM, bốn đường hoa sen vào, bốn đường vào. Và đây thì chúng ta sẽ có một đường livestream. Đấy, đường livestream ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có hạn chế tiếng tiếng nhạc này. Đấy, và phía sau để trang bị là hai đường mic. Đấy, hai đường mic nhé. Đó. Còn là mặt trước thì chúng ta sẽ có thêm là ba đường mic nữa, tổng là năm đường mic, và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái cái tem đã nhìn rất là xịn sò đúng không, của Aviro đó, nhìn rất là chuyên nghiệp đó. Và đây là công tắc tắt mở này, rất là êm ái luôn các bạn ạ. Công tắc rất là êm ái và các cái volume này các bác bạn rất là sướng tay luôn. Đấy, hàng chuyên nghiệp, khi mà sờ vào cảm giác cái gì nó cũng chất đó. Còn điều chỉnh thì rất là dễ chỉnh nhé. Ở đây các bác có chỉnh echo này, đấy, delay repeat này, còn đây là chúng ta chỉnh nhạc, bass trung chép nhạc này đó, rất là dễ chỉnh. Còn xin lỗi ạ, bass trung chép của mic, còn nhạc bên này chúng ta sẽ chỉnh bên này đó, nhạc bên này. Còn ba cái đường 1, 2, 3 này là chúng ta hạn chế cái tiếng mic đó. Rất đẹp đúng không các bác, nhìn phải nói là cực kỳ chất lượng. Và bây giờ đấy, bây giờ thì em sẽ kết nối nhé. Kết nối cái này thì rất là đơn giản đấy các bác, kết nối rất đơn giản. Ở đây thì em đang có sẵn hai cái dây này thì là em sẽ kết nối như sau. Đấy, các bác có thể là cắm trực tiếp hai cái đường này, các bác có thể cắm trực tiếp hai cái đường này vào nhé, hoặc là các bác có thể dùng lưu trích. Đấy, các bác có thể dùng lưu trích nhé. Và ở đây thì em đang cắm R thì lưu trích này em sẽ phải cắm R, tức là hai vế. Đó, hai vế nhé. Đó, tức là như này. Đây là em đang test cho các bác là vừa cắm được cái đường đường cọc cắm loa và vừa cắm đường níu chích. Đấy, thì ở đây thì em đang cắm ở R đây các bác này. Đấy, vế này vế R thì bên này chúng ta sẽ phải cắm vế R nhé. Đó, chứ các bác cắm, nếu như các bác cắm bốn loa mà các bác cắm bốn đường này thì nó sẽ xuống 4 ôm, nên là con loa này, nó con mê này nó chỉ đánh được 8 ôm trở lên nhá. Đó, rất đơn giản, kết nối đơn giản đó các bác. Ở đây thì em sẽ kết nối hoa sen vào tín hiệu đầu vào này. Đó. Đây, đây thì bây giờ thì em sẽ kết nối nguồn điện.
Vâng, thưa các bác, thì đây em đã kết nối nguồn điện các bác nhé, đã kết nối nguồn điện vào chiếc đẩy nền vang này rồi. Và ở đây thì em xin lưu ý rằng là các bác sẽ để ý cho em cái đường line in này, là chúng ta sẽ chọn đầu vào nhé. Ở đây là em đang kết nối hoa sen, chúng ta sẽ phải tìm. Đây các bác nhìn này, đây là sẽ có đèn báo này các bác này, đó BGM hoặc là AUX. Đấy, em đang để AUX thì chúng ta sẽ để nguyên cái đèn AUX giúp em nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ test qua cái tiếng mic, đã test qua tiếng mic để các bác nghe qua nhé về cái echo của nó. Đó. Này 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 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. Cái tiếng này rất là dễ hát, nó nợ thì giải chung, đó nợ giải chung các bác nhé, nó nợ nợ giải chung nên là khi mà chúng ta hát sẽ dễ hát hơn, nó bay tiếng hơn, và đặc biệt là anh chị em nào giọng yếu đấy thì nó sẽ làm cho cái giọng của các bác thoát hơn. 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6. Đấy là về cái tiếng mic, cái tiếng echo của nó là rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, nghe giải rất là đều và nợi cái giải cao để giúp chúng ta dễ hát hơn. Đấy, và giá thành của dòng sản phẩm này thì cũng rất là hợp lý, giá bình dân như các bác nhá, công suất lớn. Đấy, công suất lên tới là 600W. Đấy thì các bác có thể đánh nó full thoải mái luôn. Đấy. Và anh em quan tâm thêm thì có thể liên hệ trực tiếp tới bên em để được bên em hỗ trợ, và xin chào các bác.